Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung Online. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang bài số 11 trong bộ giáo trình tự học tiếng Trung cơ bản mình biên soạn riêng dành cho các bạn học viên trung tâm tiếng Trung Chani Master. Và đây là website của trung tâm tiếng Trung Chani Master học tiếng Trung .tv. Đầu tiên các bạn mở trình duyệt ra, sau đó các bạn có tên miền là tiếng Trung com hoặc là học tiếng Trung .tv. Tiếp theo các bạn ấn vào đây học tiếng Trung Online hoặc các bạn ấn đây học tiếng Trung Online. Thì sẽ chuyển sang kênh Youtube Học Tiền Trung Ola của Trung tâm Tiền Trung Chinese Master. Và tiếp theo thì các bạn ấn vào đây, nút đăng ký hay còn gọi là nút subscribe kênh Youtube Học Tiền Trung Ola của Trung tâm Tiền Trung Chinese Master. Bạn nào chưa ấn đăng ký thì các bạn ấn đăng ký nha. Các bạn nào không muốn ấn đăng ký thì các bạn cũng chẳng sao cả. Thì các bạn sẽ bị bỏ lỡ rất là nhiều các video bài giảng Học Tiền Trung bổ ích từ Trung tâm Tiền Trung Chinese Master. Và đây là địa chỉ Trung tâm Tiền Trung Channel Master số 1, ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, ngã tư sở Thanh Xuân, Hà Nội. Đó, đây là số di động uh, của mình 090 468 4983. Đây là website của trung tâm tiền trung Chani Master tiếng trung com tiếng trung com hoặc các bạn có thể ấn vào đây cũng được thì cũng sẽ chuyển sang uh, website của trung tâm tiền trung Chani Master. Đó. Giờ tiếp theo. Uh, các bạn ấn vào nhá, đăng ký kênh YouTube học tiền trung online của trung tâm tiền trung Chani Master. Tiếp theo. Chúng ta sang slide thứ hai. Bạn nào quên chưa đăng ký kênh YouTube học tiền trung online của trung tâm tiền trung Chani Master thì các bạn ấn vào nhá đăng ký kênh đó để sau này các bạn không bị bỏ lỡ bất kỳ một video bài giảng học tiếng Trung nào từ trung tâm tiếng Trung Channel Master bao gồm cả luyện thi HSK nữa đó học tiếng Trung và luyện thi HSK rồi tiếp này ờ, trong bài học vừa trước chúng ta đã đi xong phần thanh mẫu rồi vận mẫu này rồi đó, bạn nào uh, quên bạn nào chưa xem lại bài giảng cũ thì các bạn vào đây danh sách phát này sau đó các bạn vào đây tự học tiếng Trung cơ bản thì ở đây có bao gồm bài Uh, video bài giảng từ số một cho đến số số mười đó mình chưa kịp up rồi mình chưa kịp up lên đây các video bài giảng số số tám chín và mười nhưng mà mình sẽ lát nữa mình sẽ đăng xong đó các bạn vào đây xem là xong rồi tiết này cái này hôm nay mình sẽ chú ý là tổng kết lại thôi ôn tập lại thôi chứ không phải là học lại nữa rồi chữ z đọc là chi chữ q đọc là chi 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 chưa như đọc là chi chữ di đọc như chữ chi trong tiếng việt và chữ quy chúng ta bật hơi dứt hơi tại vì trên đầu lưỡi và miệng chúng ta dẹt ra cười tươi lên à, sau đó bật thật, thật mạnh hơi ra chi 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 bạn nào chưa rõ được cái cái hình dung được thì chúng ta lại vào đây trang à, chủ là tiền chúng này tr con hoặc là học tiền chấm tv ở, ở ngay trên trang chủ mình có đề mình có đặt bốn cái video uh, phát âm học phát âm tiền chung phổ thông chuẩn đó đó cái bạn ở vấn đây đó thì ở đây mình có là phát âm thanh mẫu này vận bỗ này uh, của bài cũ rồi và trước rồi các bạn ấn vào đây. Đó. Cái phát âm của chữ ZQXC. ZQXC. Thì ở đây các bạn xem xem cái cách phát âm của mình như thế nào. Bao gồm mồm mình mình như thế nào. Lưỡi như thế nào. Đó. Mồm, lưỡi và, và cái hình của mồm như thế nào. Đó. Các bạn xem là mà bắt, mà bắt trước theo là ok. Rồi. Tiếp theo. Là gì nhỉ? À, ấn nhá. Các bạn ấn, ấn vào đây. Bạn nào chữ ấn thì ấn, ấn vào luôn đi. Tiếp theo này. XC rồi đầu lưỡi uốn xuống dưới và sau cho đầu lưỡi chạm vào chân răng cửa dưới và mặt lưỡi trên chúng ta lõm vào dưới chút xíu và phát âm thôi Si. rồi chúng ta đọc nhá vận mẫu này an ân an ân ôm ya ye yao yo yên yin yang yên y yu, yê yue, yuan yun yung rồi rất tốt tiếp theo chúng ta sẽ khởi động lại uh, phần ngữ âm điện điệu trong bảng ghép phần các âm này các bạn đọc theo mình này chi Ji, chia chia chiao Chiêu Chiên 金将金江，悄悄悄悄秋，轻轻清轻西下。 削消削，鲜心香心兴兴，逼彪兵兵兵，撇。 飘，偏，拼，拼，咪，咩，喵，咩，咩，咩，爹，爹，雕刁，颠，丁。 贴贴，挑听听，捏捏，尿妞，捏捏，娘拧，咧咧，咧。 了了，连连，亮灵，一呀耶，幺悠烟音央英拥。 chúng ta vừa khởi động xong cái bảng ghép ẩn ghép âm tiếp theo chúng ta sẽ khởi động tiếp cái phần này bảng ghép ẩn ghép âm của bài học hôm trước là chúng ta sẽ khởi động trước nào đọc nha như như lư lư chi <laughs> chi chi an chi chi xuyên 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 ok Tiếp theo chúng ta sẽ luyện tập cái phần nâng cao Đó là ghép bốn nâng điệu vào cao Giờ các bạn đọc theo mình này. cao nâng

取取去，举举举举，取取取去，来呢？削血血血，曲曲取。 chữ 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 ok chúng ta đi tiếp sang slide số 7 các bạn đọc theo mình này chiến 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 liêu 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 六七起起七起气，九九九九来呀，千浅浅浅欠，六六六六七。 起起气，九九九九，OK 来 <line> 来，千钱钱，千，六六六六，七起起气。起 chill chiều chiều, chiều. ok chúng ta đi tiếp sang slide số 8. À, các bạn đọc đọc mình nào nè miếng, ming ming tian thiên, thiên thiện, thiên thiên tian 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 biên biển biển ok lại nhá miếng miếng miệng Miếng thiên 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 chiên 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 biên 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 ok chúng ta đọc lại này miếng 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 thiên 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 chiên 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 biên 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 ok vậy là chúng ta đi xong nội dung của, của bài học ngày hôm nay đó tổng kết lại bài học này ờ, chữ gì gì À, chúng ta các bạn phải phải đọc thật kỹ phân à, biệt thật rõ chữ G, chữ Q nhá không bật hơi và bật hơi tiếp theo cái chỗ bôi đỏ này các bạn phải thật chú ý đây à, ghi chú vào chữ A này ta đọc là nửa A nửa E nhá E E nhá E N, -n, -n G đọc là Y -n. rồi tiếp này và tiếp theo chúng ta đã à, khởi động lại cái phần là gì nhỉ bảng ghép vần ghép âm à, từ bài học hôm trước Đó. và đây cũng là chúng ta cũng đã khởi động rồi và hôm nay chúng ta chuyển là luyện tập kết hợp với bốn thanh điệu nhá kết hợp với bốn thanh điệu rồi các bạn phải đọc đi đọc lại à, sao cho nó nhuần nhuyễn. À, thành 1 ra thành 1, thành 2 thành 2, thành 3 ra thành 3 và thành 4 ra thành 4 chứ không được nhầm lẫn thành 1 với thành 4 nha. Ok. Và tiếp theo là slide số 9 là bạn nào chưa ấn nút đăng ký kênh YouTube học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung channel Master thì các bạn ấn vào đăng đăng ký kênh YouTube học tình Trung online của Trung tâm tình Trung channel Master các bạn ấn một cái. là xong. À, các bạn nào chưa ấn thì các bạn sẽ không được thông báo bất kỳ thông tin gì cả và các bạn sẽ bị bỏ lỡ rất là nhiều các video bài giảng học tiếng Trung và luyện thi HSK từ Trung tâm tiếng Trung chinese Master. Ok tiếp theo là gì nhỉ? là kênh YouTube nào rồi này? À, nhóm tiếng Trung Alaska hay còn gọi là group tiếng Trung Alaska ở trên Facebook các bạn vào như sau tiếng Trung com hoặc là học tiếng Trung TV đây và tiếp theo các bạn kéo xuống dưới các bạn ấn vào đây à, các bạn ấn vào đây đăng ký thành viên này thì các bạn sẽ được chuyển sang à, nhóm tiếng Trung Haska của Trung tâm tiếng Trung Channel Master và tiếp theo các bạn ấn vào nút tham gia thành viên để làm gì để các bạn có thể đăng đăng comment và trao đổi bài học về về các bạn học viên khác ở trong lớp rồi tiếp theo là gì nhỉ fanpage luyện thi hsk online và tiếng trung hsk các bạn vào như sau tiếng trung com này đó, tiếng trung com và học tiếng trung tv các bạn vào như sau đó. các bạn kéo xuống dưới này các bạn ấn vào đây tiếng trung hsk và gì nhỉ luyện thi hsk online Rồi thì các bạn sẽ thấy là như thế này giao diện như thế này và các bạn ấn vào nút like để làm gì để các bạn không bị bỏ lỡ các cái video bài giảng học tiếng trung và tài liệu học tiếng trung mới nhất từ trung tâm tiếng trung channel master và fanpage luyện thi hsk online các bạn cũng ấn vào like để các bạn không bị các bạn không bị bỏ lỡ các cái bài giảng luyện thi hát của trung tâm tiếng trung chẳng master đó, các bạn bạn nào không bật like thì các bạn sẽ bị bỏ lỡ rất là nhiều các cái tài liệu học tiếng trung uh, uh, bổ ích từ trung tâm tiếng trung chẳng master đó. Và tiếp theo hết rồi và trung tâm tiếng trung chẳng master có hai website là học tiếng trung tv và tiếng trung com uh, có rất nhiều tài liệu bài giảng học tiếng trung mình chỉ đăng ở trên website là tiếng trung com nhưng mình lại không đăng ở trên website là học tiếng trung tv và ngược lại có rất nhiều video bài giảng học tiếng trung mình chỉ đăng ở trong website là học tiếng trung tv nhưng mình lại không đăng ở trong website là tiếng com chính vì vậy để các bạn có được một bộ tài liệu học tiếng trung đầy đủ nhất toàn tập nhất thì các bạn nên truy cập đồng thời vào cả hai website là học tiếng trung tv và tiếng trung com ok và phần trình bày của mình đến đây là kết thúc và thời gian của mình cũng đã sắp hết rồi hẹn gặp lại các bạn trong video bài giảng tiếp theo chào các bạn